nhưng trông nó có vẻ hung dữ lắm cậu ạ. Ôi, sao nó lại nhảy lên làm gì? Cậu cũng nhảy lên làm gì này? Thì tao thấy con tôm nó nhảy lên, cho nên tao mới nhảy lên. Ui, trông con cua này hai càng của nó to lắm, hình như là nó to như con cua con này này. Trang ơi, cậu tìm thấy con gì chưa? Này, vừa nãy tôi phát hiện ra hình như có con giun hay một cái con gì thân mềm nó chui vào cái ống này này cậu ơi. Chui cái ống này á? Ống này tôi thấy ở trên đây nhiều lắm mà. Ôi nhiều lắm các bạn ơi, nhìn này, ở bên ngoài bãi biển này bao nhiêu các cái ống ý luôn. Hình như đây là cái ống trượt của một cái con vật gì đấy cậu ạ. À, con trượt à? Để tớ tèo xem nào. Đúng rồi. Tớ đạp ra nhá các bạn nhá. Ôi, đúng rồi. Cậu lôi như thế. Này chắc rồi. Có con gì à cậu ơi? Tớ nhìn thấy ở dưới tảng đá này này, có con gì này? Đâu, cậu lật lên đi. À, wow. Tớ nhìn thấy có một con cua con cậu ơi. Đây, tớ bắt được rồi này. Ê, nhìn này, ui, cua bé chưa này. Bé tị thế này mà cũng đòi cắp này cậu ơi. Ôi, nó đang cắp tay tớ này, nhưng mà tay đó. Ôi, nhưng mà cái càng nó bé quá. Có rất nhiều cua cậu ơi. Bên dưới tảng đá này tớ còn phát hiện ra có con nữa đang trốn đây này. Đâu, con nào? Đây, tảng đá này. Từ thôi nhá. Úi, à. Đây rồi, tớ lại bắt được một con nữa rồi này. Ui, nó đứt mất cái càng của nó rồi. Cái càng nó vẫn còn đang cắp vào, nó vẫn đang cắp vào tay tớ đấy. Ui, nó vẫn còn đang giật này. Theo ơi. Cái càng nhỏ xinh nó cắp vào tay của bạn nhím này mà mẹ không bỏ ra. Ui, ở đây tớ phát hiện ra nhiều cua lắm. Ây, ây giả. Để tớ mở cái tảng này lên nhá, các cậu nhìn xem là có con gì không nhá. Đây, một con nữa này, đấy chưa? Các cậu ơi, bắt được ở đây, nhiều cua lắm. Ô, có con gì? Nó lại, nó đang bò lên kìa cậu ơi. Cậu nhìn này. Wow. Cậu này cũng có hai cái càng rất là to luôn, đang chui trong người một con ốc. Nó đang kẹp cái móng tay của cậu kìa. Đấy, nhưng mà không kẹp được đâu. Đây á, hình như là ốc bượn hồn con đấy cậu ơi. Đấy, cậu đang bò đây này. Đây, có một bạn nữa đây này. Đấy. Ôi, chạy nhanh chưa? Ôi, hai bạn cùng chạy kìa. Ôi, nghe rồi, một con ốc mẹ, một con ốc con. Cậu có biết các cái bạn ốc mượn hồn này á, thực chất ra là con gì không? Là con cua chứ gì. Đúng rồi, là một con cua. Các bạn ấy mượn cái thân hình của con ốc này này để chui vào để sinh sống nhờ đấy. Cho nên nhìn này, mỗi bạn một màu sắc và một kiểu dáng luôn. Đấy, có một bạn màu trắng này, cậu nhìn thấy không? Tớ nhìn thấy rồi. Còn một bạn thì mượn một cái con ốc dài nhỉ. Đấy, con ốc dài chưa? Người bạn ấy bé tí mà bạn ấy chui chưa vào một người con ốc dài. Dài. Đây, tớ bắt được một con ốc mẹ đây này, nó đang cắp một con ốc con, cậu nhìn thấy không? Wow, con này to hơn hẳn đấy. Mấy con khác này. Ui, chạy nhanh chưa? Đấy, đây là ốc mẹ đúng không cậu ơi? Ui Trang ơi, đấy không phải là con ốc mẹ đâu. Thế ốc mẹ đâu? Con ốc mẹ nó ở đằng sau cậu kìa, cậu nhìn ngoảnh lại đi. Ui, đây là con ốc mượn hồn á cậu. Đấy là con ốc mượn hồn khổng lồ đấy, con này sao? Nó to bằng người cậu luôn. Sao nó to thế này? Con này là ốc chúa à? Ui, đây mới là con ốc mẹ này, chứ cái con cậu vừa bảo nó nhưng mà nó bò ra đây làm gì thế? Hình như là cậu bắt con của nó đây, thế nên là nó mới bò ra. Ui, ốc mượn hồn ơi, tớ không định bắt con của cậu đâu. Tớ thả con của cậu ở đây nhá. Tớ chỉ định đem con của cậu về nhà chơi thôi. Ui, tớ phát hiện ra ở kia có cái con gì màu đỏ đỏ kìa cậu ơi. Con gì màu đỏ đỏ? Con gì màu đỏ đỏ xong nó có hai cái càng to lắm. Thế là con cua rồi. Hình như là một con cua khổng lồ cậu ơi. Ui, đi. Wow. Đấy, đúng không? Ui, đừng, nhẹ. Wow. Nhẹ thôi, không là nó chạy mất đấy. Đây hình như là một con cua mẹ đang cõng một con cua con. Ô, phải không cậu nhỉ? Không mà phải sao con cua không? Này lại hay có hai cái râu dài thế? Con này có râu thế này, nó là con tôm đấy, không phải con cua đâu. Wow. Ui, con tôm màu đỏ. Chờ con tôm mẹ đang cõng một con tôm con. Cậu bắt đi, cậu bắt đi. Ui, ây, tớ bắt được rồi. Ui, cái râu nó vẫn còn đang dây kìa. Nhìn này. Wow. Con tôm này trông hay ghê. Con tôm này nó to bằng cả bàn tay của tớ đấy này cậu ơi. Ô, thế trên lưng của nó có một con tôm con thật này. Ui cậu ơi, nhìn hai cái càng của nó này, to chưa này. Bình thường ấy, nếu mà tôm mình bắt được con tôm to này mình mang về mình ăn. Nhưng mà cái con tôm này nó đang có con ở trên lưng này. Thế thôi mình thả đi cậu ơi. Mình phải thả bạn xuống dưới nước này, chứ bạn đứng lên trên này phơi nắng là rất có thể các bác ngư dân sẽ bắt bạn ý đấy. Đúng rồi, cậu phải chui xuống biển sâu vào. Đây, mình sẽ thả bạn ấy ở dưới này nhá. Rồi, bye bye tôm nhá. Tớ vừa tìm thấy cái này này cậu ơi. Wow. Cậu biết đây là cái gì không? Đây là một cái kẹp con khủng long. Đúng rồi, kẹp cái này long, là cậu ơi. Cái kẹp đầu khủng long đấy. Vừa nãy
con mình bắt cua, mình đứng đến gần quá thế là cua nó toàn chạy mất thôi. Thế bây giờ mình sẽ dùng cái kẹp này này để mình kẹp con cua cậu ạ. Thì lúc đấy đứng từ xa này kẹp này thế là nó không kịp chạy luôn. Này không, Trang ơi, đây là gì tớ đã bẻ rồi mà. Wow, dùng cái càng dùng cái kẹp này này là chắc chắn được đây này, cậu nhìn này, bên trong này này nó còn đang thò chân ra đây này. Ồ, tớ nhìn thấy rồi. Ê, để tớ thả nó ra nhá. Cẩn thận nó chạy đi mất đấy cậu ơi. Wow, nó còn đang nằm ở trong đây này. Nó đang giải chết đấy các cậu ạ. Đấy, khi mà nó nằm ở trong đây rồi thì nó không thể chạy được nữa. Đây. Có to không? Con này to phết cậu ơi. Thế thì có cái kẹp này thì không bao giờ bọn mình lo bị chảy máu tay nữa cậu ơi. Đúng rồi, chỉ những cái con nào mà nó chui ở dưới tảng đá này thì mình không bắt được thôi. Hiện ra có một con to lắm. Tớ bắt cho cậu xem nhá. Nhẹ nhàng thôi. Đâu. À, bắt. Ui, kẹp được rồi này. Siêu chưa này. Wow. Cũng là một con cua mẹ, cõng một con cua con. Con này to nhất từ nãy đến giờ luôn đấy. Một con cua màu đỏ các cậu ơi. Wow, ui, cái chân nó vẫn còn đang dẫy này. Này, xong hai mắt lại có màu vàng nhá. Ui, trên lưng nó là một con cua con cũng màu đỏ luôn này. Thầy, cái kẹp này của tớ lợi hại không? Nhưng mà con này là cua mẹ, có cả cua con. Thế nên là mình sẽ lại thả đi nhá. Các cậu ơi, ở đây có rất nhiều các cái hòn đá. Nó có các cái vỏ hầu, nó bám ở đây sẵn này. Cho nên là nó rất sắc nhọn. Các bạn đi vào đây phải cẩn thận nhá, không được đi chân không ở đây đâu. Phải đi dép như tớ đây này. Không là dẫm ở đây này là sẽ bị chảy máu đấy. Trang ơi, tớ phát hiện ra có con gì này. Đây này, nó có cái dâu này. Ồ, hình như đây là cái dâu. Cái ăn đen nướng ấy. Ừ đấy. Con này là con gì này? Ấy, đừng sờ người nó. Nó thụt lại rồi. Wow, trông như là một con sao biển ấy. À không phải, đúng rồi. Đây là một con sao biển này, cậu nhìn thấy. Nó có 5 cái cánh này. À, sao biển con à cậu ơi. Ôi, một con sao biển, ôi, có một con ốc nữa này. À, đây là con ốc mượn hồn. Tớ còn phát hiện ra có một cái con vật này hơi bị kỳ lạ luôn ý ơi. Con gì vậy cậu? Đây này. Nhi. Có 3 con gì nó đang đứng đây, nó nói chuyện với nhau đây này. Đâu? Đây. À, đây á. Wow. Đấy. Con này mày hình như con ngao ấy cậu ạ. Cái con trắng trắng này là con sò hay sao ấy? À, con sò à. Thế còn cái con này. Đấy, ôi, nó vừa phụt ra cái gì kìa cậu ơi. Con này đang phụt ra nước đấy. Có một con gì đang bò đến này. Bên cạnh có con gì này. Nó nhỏ lắm nhím ạ. Ô, nó bò lên người cái con sò này này. Ồ, nhìn con này nó lạ nhỉ cậu nhỉ. Trông chả ra hình thù gì cậu ơi. Thôi, kệ nó. Để tớ bắt cái con sò này lên nữa này. Wow. Một con này. 3 con luôn. Hình như là các cậu ấy đào hố ở đây để các cậu nằm đợi. Khi nào nước lên thì các cậu ấy sẽ đi xuống dưới biển cậu ạ. Các bạn nào mà thích bắt được càng nhiều cua với sò với ốc mà ở ngoài bờ biển ấy thì chúng mình phải ra ngoài sáng sớm nha. Hôm nay chúng tớ ra từ 5 giờ sáng đấy. Tớ phát hiện ra rất nhiều các cái con vật kỳ lạ trên biển luôn. Có con gì trong tay cậu thế? Này, đến đây tớ cho xem. Con này tớ phải kỳ công bắt mãi mới được đấy cậu ơi. Con gì thế? Đấy. Tớ nhìn thấy có con gì nhảy trong tay cậu một đấy. Con cá trong suốt này. Wow, con này nó trùng với mắt cát luôn cho nên là rất khó nhận ra. Wow, đấy. Nhìn thấy chưa là các bạn ơi, đấy. Phải mắt tinh mới để ý được con cá này nhá. Ôi, nó đang dãy này. Cá này cá bống à cậu ơi? Hình như cá tép dấu. Cá bống. Hình như đây là những con cá bống hay sao ấy. Ui, đấy. Oh, đấy các cậu nhìn không, cùng với màu cát luôn nhá. Đây này. Có các chấm màu nâu nâu như màu cát ấy. Con cá này nó đấy, nó lẩn xuống cát nhanh lắm cậu ạ. Bắt mãi mới được đấy. Wow, chà. Chà, em mình cũng bắt được một con cá khác rồi. Thế là này. Hai con, ôi, con này còn to hơn cơ. À, hai con nó đang dãy này. Úi giời. Nhìn thấy chưa cậu ơi? Bây giờ tớ để nó đây nhá cho các cậu nhìn nhá. Đấy. Đấy. Đây nữa này. Bạn này to hơn. Đấy, bạn này đang tìm cách trốn này. Đấy, hay chưa? Ừ, trốn mất rồi này. Nhìn khó nhìn cực luôn. Đúng rồi, Bím ơi. Vừa lúc nãy không bắt được con ốc mượn hồn. Nhưng mà tớ vẫn còn giữ được bao nhiêu con cua, con ốc với cả con tôm đây này. Đây là thành quả sáng nay của hai bạn đây mình này, đấy. Cậu phải nhìn vào bên trong này này, cho các bạn nhìn bên trong này đấy. Bây giờ tớ sẽ đem các con này về nhà, tớ thả vào bể nhá. Đi thôi. Đi về thôi, sáng mai bọn mình lại ra bắt tiếp nhá. Ui. Con gì? Con gì đây này? Sao nó giống con tôm thế nhở nhím ơi? Ui, cả một con cua đây này. Đây là con tôm mẹ và con cua mẹ à. Ui, thế sao lại hai con này ra đây để làm gì nhỉ? Hay để mình bắt nó đi. Nhưng trông nó có vẻ hung dữ lắm cậu ạ. Ui, sao nó lại nhảy lên làm gì? Cậu cũng nhảy lên làm gì này? Thì tôi thấy con tôm nó nhảy lên, cho nên tôi mới nhảy lên. Ui, trông con cua này hai chàng của nó to lắm. Hình như là nó gọi con cua con này này. Thôi, thế thì cậu giả đi. Ui, đây, con tớ giả cua với con nhá. Ui, chạy đi Trang ơi.
Ui. Ui. Hình như con cua nó không đuổi ra rồi Trang ơi. Ui, hình như con cua nó không đuổi ra rồi Trang ơi. Các bạn ơi, lần sau ấy, các bạn mà ra biển bắt mấy cái con này về á thì các bạn thả luôn nó ở biển mình chơi một lúc thôi, chứ không mang về là cái con cua mẹ với con tôm mẹ nó lại chạy ra nó đuổi mình đấy.